Ăn kem Ý này do chính tay bếp trưởng Ý làm, đúng là ngon hết Ý. Anh em không tin thì anh em nghe anh ấy nói nhá. Questo è il vero gelato italiano. Cremosità e struttura perfetta. Buon appetito. Nói chung là Minala Bùi Thị Xuân thì nó quá là nổi tiếng rồi. Kem ở đây được sản xuất trực tiếp tại cửa hàng luôn. Kiểm soát được chất lượng nên ăn cái miếng kem ấy nó có độ sánh, độ mịn thực sự luôn. À mà tôi nhìn quanh thì tôi thấy toàn nhân viên nam ấy, tôi mới tò mò tôi hỏi thì hóa ra là cái việc múc kem này tay cũng phải khỏe. Cái nữ làm rất khó anh em ạ, bởi vì cái chất kem gelato thường nó sẽ đặc hơn nhiều so với kem bình thường mình hay ăn. Vì giá cũng khá là căng nên tôi gọi thử có vài loại thôi, bao gồm là sữa chua, sô cô la với cả matcha. Nói chung là các vị ăn ấy đều không quá ngọt. Về nguyên liệu tôi vừa ngó vào bếp thì tôi thấy là dùng kem ancho, chất kem đúng là mịn mượt và đặc thật. Cái sô cô la nó có đắng nhẹ, ăn nó không bị ngấy tí nào. Hay kể cả như vani cũng thế, không hề ngọt mà cảm giác thơm thơm, kiểu ăn kem như là chủ về hương chứ không phải chủ về vị. Mọi người có thể gọi ốc quế là cho vào ly đều được. Ngoài kem ra quán có bán cả các loại bánh ngọt, bánh mặn rồi cả gato kem, kem hồ mang về. Không gian này xinh thì có chỗ chụp ảnh Tết, rồi tầm trưa là dân văn phòng người ta ngồi ăn đông lắm, anh em đi sáng hoặc chiều. Cơ mà có một điều khá đáng lưu ý ở đây là mặc dù kem nó ngon, nó nâng tầm cái miệng mình thật đấy, thế nhưng mà giá lại hơi chát một xíu. Căng đét để mà nói để ăn size L ấy thì phải hơn 100.000 mới đã. Đây là quán kem Miala đối diện ở ngay Vincom Bà Triệu nha.